Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92 MHz. Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài truyền thanh truyền hình thành phố Châu Đốc Hôm nay thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2019 Quý vị và các bạn nghe đại thân mến Trong chương trình thời sự hôm nay còn một số nội dung chính sau đây tại thành phố Châu Đốc, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ công bố quyết định khen thưởng cho một tập thể bốn cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực điều tra, khám phá nhanh vụ án giết người cướp tài sản xảy ra vào ngày 5 tháng 11 năm 2019 tại ấp 2A, xã Hưng Thạnh, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Thường trực Hội của chiến binh thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị ban chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố mở rộng, đánh giá tình hình tổng kết công tác hội tháng 11 và nhiệm vụ phương hướng tháng 12 năm 2019. Phóng sự Đình Châu Phú sau phần tin có bài phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em và bài hiệu quả mô hình trồng sen lấy cũ trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin chiều ngày 27 tháng 11 năm 2019 Tại thành phố Châu Đốc, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ công bố quyết định khen thưởng cho một tập thể, bốn cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm tích cực điều tra, khám phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào ngày 5 tháng 11 năm 2019 tại ấp 2A, xã Hưng Thạnh, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Đến dự có đồng chí Đại tá Trần Văn Đoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, Thượng tá Phạm Thành Mỹ, Trưởng Công an thành phố Châu Đốc nhằm động viên tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra khám phá nhanh vụ án giết người cướp tài sản xảy ra vào ngày 5 tháng 11 năm 2019 tại ấp 2A, xã Hưng Thạnh, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Dịp này, Quỹ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tặng bằng khen cho Trung tá Nguyễn Văn Hùng, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Giám đốc công an tỉnh Đồng Tháp tặng giấy khen cho tập thể công an thành phố Châu Đốc đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp đấu tranh, chống tội phạm, cướp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội và ba cá nhân cho Thượng tá Nguyễn Văn Chính, Phó trưởng công an thành phố Châu Đốc, Trung tá Nguyễn Thanh Hùng phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh an giang và trung tá nguyễn gia cát phó đội trưởng đội phòng ngừa đấu tranh tội phạm theo tuyến địa bàn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh an giang đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống tội phạm góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương Ngày 28 tháng 11 năm 2019, Thường trực Hội Cựu chiến binh thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị ban chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố mở rộng, đánh giá tình hình tổng kết công tác hội tháng 11 và nhiệm vụ phương hướng tháng 12 năm 2019. Hiện nay tổng số hội viên Hội Cựu chiến binh thành phố là 871 hội viên. Trong tháng, Hội Cựu chiến binh thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được 8 cuộc, có 603 lượt người dự tham gia hòa giải ở cơ sở chính vụ và hòa giải thành cả chính vụ đạt tỷ lệ 100%. Các tổ nắm tin và lực lượng nòng cốt ở các cơ sở hội đã cung cấp 6 tin có giá trị liên quan đến 16 đối tượng cho các ngành chức năng ở địa phương xử lý. Bên cạnh đó, các cơ sở hội luôn duy trì, thực hiện tốt phong trào 3 giúp, giúp vốn, giúp kỹ thuật, giúp việc làm, để giúp cựu chiến binh phát triển kinh tế giảm nghèo qua phong trào hội đã vận động hội viên góp vốn xoay dòng giúp cho 61 hội viên dây không tính lãi để buôn bán kinh doanh nhỏ với tổng số tiền 157,6 triệu đồng tổ chức hai lớp tập quấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt có 18 hội viên tham dự giới thiệu việc làm cho năm hội viên và con em hội viên cựu chiến binh Hội cơ sở các xã phường đã phối hợp với công an ở địa phương tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội được bốn cuộc, có 215 lượt người dự, tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự được 108 cuộc, có 207 lượt hội viên của chiến binh tham gia giáo dục cảm hóa 13 đối tượng theo nghị định 163 có 12 đối tượng đã chuyển biến tốt hội cơ sở các xã phường phối hợp với cơ quan quân sự cung cấp của địa phương tuyên truyền vận động thanh niên thực hiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020 được 8 cuộc có 217 lượt thanh niên dự cùng với đó các hoạt động tình nghĩa cũng được cấp hội quan tâm trong tháng 11 hội đã vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo được 27 triệu đồng quỹ khuyến học được 1,4 triệu đồng các cơ sở hội tổ chức giới thiệu những việc làm hay theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để hội viên học tập làm theo được 3 cuộc có 307 hội viên dự. Ngày 28 tháng 11 năm 2019, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phường Núi Sam tổ chức sơ kết công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội phường Núi Sam năm 2019. Trong năm 2019, trên địa bàn phường Núi Sam đã xảy ra hai vụ phạm pháp hình sự. Công an phường Núi Sam đã lập hồ sơ xử phạt chi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự gồm có 10 vụ, giảm 62,96% so với cùng kỳ. Tệ nạn xã hội xảy ra hai vụ, bắt quả tang 9 vụ có hành vi tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy. Lập hồ sơ giáo dục tại cộng đồng 8 đối tượng theo nghị định số 111, giảm 42,85% so với cùng kỳ thành lập và củng cố ba mô hình vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm. Thông qua mô hình tiếng loa an ninh phường đã tổ chức phát tuyên truyền được 597 cuộc, nhắc nhở 675 trường hợp bán hàng rong lấn chiếm dĩa hè, 473 trường hợp chèo kéo du khách mua nhang đèn muối gạo. Công tác trực tự đảm bảo an toàn giao thông, trực tự công cộng được thực hiện tốt. Tổ chức tuần tra được 303 cuộc, tạm giữ 1.389 trường hợp dụng cụ mua bán, tháo dỡ 117 bản quảng cáo lấn chiếm lòng lề đường, xử phạt hành chính 774 trường hợp vi phạm trật tự lòng lề đường. Năm 2020, phường núi Sam tiếp tục phấn đấu các địa bàn chuyển hóa không có dấu hiệu hoạt động của tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen. Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt từ 80% trở lên. Các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên trong tổng số án khởi tố. 100% tin báo tố giác tội phạm, giảm dưới 15% tỷ lệ tái phạm tội trong số người chấp hành xong án phạt tù và đặc xá về cư trú tại địa bàn. Ngày 27 tháng 11 năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Tế tổ chức tuyên truyền đề án 938 năm 2019 cho hội viên hội phụ nữ trên địa bàn xã Vĩnh Tế buổi tuyên truyền cán bộ hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã triển khai những nội dung cơ bản của đề án 938 hỗ trợ phụ nữ tham gia, giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, các vấn đề về phòng chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ, giáo dục cha mẹ chăm sóc bảo vệ trẻ em, mất cân bằng giới tính khi sinh. Những nội dung về tác hại của ma túy, cách nhận biết phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp cán bộ hội viên phụ nữ nắm được những nội dung cơ bản trong công tác phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống ma túy, từ đó tích cực tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình tham gia phòng ngừa đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn. Ngày 28 tháng 11 năm 2019, Hội chữ thập đỏ phường Vĩnh Quân phối hợp với Hội chữ thập đỏ thành phố Châu Đốc tổ chức lớp tập huấn về sơ cấp cứu cơ bản cho các tình nguyện viên chữ thập đỏ trên địa bàn phường. Tại buổi tập huấn, các học viên được hướng dẫn những nội dung cơ bản về kỹ năng sơ cấp cứu tại cộng đồng như sơ cứu dị vật đường thở, cách băng bó nạn nhân tổn thương xương khớp, chảy máu và vận chuyển nạn nhân an toàn. Thông qua buổi tập huấn nhằm trang bị cho học viên những kiến thức bổ ích, thiết thực về sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân trong những tình huống khẩn cấp, giúp cho học viên có thể áp dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống và các hoạt động cộng đồng. Ngày 27 tháng 11 năm 2019, Hội chữ thập đỏ thành phố Châu Đốc tổ chức lớp tập Quấn kỹ năng sơ cấp cứu cứu hộ cứu nạn năm 2019 cho tình nguyện viên chữ thập đỏ phường Châu Phú B, phường Vĩnh Mỹ và xã Vĩnh Châu. Tại lớp tập quấn, các học viên đã được cung cấp những kiến thức kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản như sơ cứu chảy máu và xử trí sốc, sơ cứu dị vật đường thở, hô hấp nhân tạo của người trong những trường hợp đuối nước bên cạnh đó các học viên được thực hành kỹ năng sơ cứu dị vật đường thở cố định xương gãy hở kính băng vết thương phần mềm qua buổi tập quấn nhằm giúp cho các tình nguyện viên cơ sở nắm được những kiến thức kỹ năng cơ bản về sơ cấp cứu để sẵn sàng kịp thời sơ cấp cứu xử lý nhanh khi có tình huống xảy ra Ban chỉ đạo đề án vừa ban hành kế hoạch số 983 trên KHBCD ngày 11 tháng 11 năm 2019 về việc thực hiện đề án phát triển chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và quản lý an ninh trật tự, văn minh thương mại trên địa bàn thành phố Châu Đốc giai đoạn 2016-2020 năm 2020. -2020. Mục tiêu của kế hoạch phấn đấu doanh thu thông qua chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Châu Đốc năm 2020 sẽ đạt là 8.214 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2019. Hoàn thành nâng cấp mở rộng chợ trung tâm phường Châu Phú A, hoàn thành xây dựng một chợ dân cư tại phường Vĩnh Nguân, triển khai thực hiện công tác xây dựng chợ mới chợ phường Châu Phú A và trung tâm thương mại Núi Sam tiếp tục giữ vững và nâng chất việc xây dựng chợ văn minh thương mại, hộ kinh doanh văn minh tại 4 chợ bao gồm chợ Vĩnh Đông, chợ Trung Tâm, chợ Châu Long và chợ Phường Châu Phú B. Tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi mô hình quản lý khai thác chợ tại chợ Cống Đồn xã Vĩnh Tế và chợ Kinh Đào phường Vĩnh Mỹ. Đồng thời tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố khai thác hiệu quả các chợ đã được chuyển đổi mô hình quản lý tiếp tục thực hiện nhân rộng mô hình ẩm thực đường phố an toàn vệ sinh thực phẩm tại khu vực núi Sam, ổn định thị trường chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, tăng cường kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá hàng quá và bán đúng giá niêm yết, đảm bảo vệ sinh khu vực mua bán và môi trường xung quanh, thực hiện tốt các quy định về an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, đo lường chất lượng, an ninh trật tự, dân dân nhằm tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh, lịch sự, góp phần nâng cao ý thức của các cơ sở trong việc chấp hành các quy định về an ninh trật tự, văn minh thương mại, tạo ấn tượng tốt cho du khách khi đến tham quan mua sắm tại địa phương. Đảm bảo trật tự an ninh khu vực, sắp xếp trật tự mua bán, xử lý triệt để các hành vi chèo kéo, gây phiền hà cho du khách. Các đối tượng mua bán có tính chất lừa đảo, trấn lột, các hành vi bối toán, mê tính dị đoan, mua bán lấn chiếm lòng lề đường, gây mất an ninh trật tự, an toàn, giao thông. Hiện nay, Dĩ Hè, đường Cử Trị đang triển khai thi công để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này. Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc vừa ban hành công văn số 3946 trên UBNDKT ngày 21 tháng 11 năm 2019 về việc phân luồng giao thông phục vụ thi công công trình nâng cấp Dĩ Hè, đường Cử Trị. Thời gian phân luồng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019. Trong quá trình thi công, tạm ngừng xe ô tô lưu thông trên tuyến đường cử trì, đoạn từ ngã ba Nguyễn Văn Thoại đến đường Doãn Quẩn, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Hưởng ứng các hoạt động cao điểm phòng chống HIVS năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh tùy tình hình thực tế địa phương đơn vị tổ chức các hoạt động phù hợp. Theo đó có thể phối hợp các ngành chức năng, tổ chức tập quấn tuyên truyền cho người lao động về kiến thức trong phòng chống HIVS và tệ nạn xã hội, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền phòng ngừa HIVS với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu, tòa đàm, nói chuyện chuyên đề của tổ chức công đoàn. Song song đó tăng cường cung cấp thông tin về phòng chống HIVS trên hệ thống thông tin cơ sở trên mạng xã hội và các trang thông tin điện tử của các cấp công đoàn. Đặc biệt, các cấp công đoàn cần dẫn động doanh nghiệp tham gia các hoạt động phòng chống HIVS cho người lao động, nhận người lao động là người nhiễm HIV, người sau cai nghiện, người đang được điều trị nghiện, các chất dạng thuốc viện bằng thuốc thay thế. Thưa quý vị và các bạn, đình làng hay đình thần là nơi thờ thần thành quang, vị thần chủ tể trên cõi thiên của thôn làng nhìn chung ở nam bộ sau khi mỗi làng xã được hình thành và tương đối ổn định thì tùy theo cuộc đất tiền bạc và công sức đóng góp của cư dân mà tiến hành xây dựng một ngôi đình từ đó ngôi đình tồn tại phát triển biến đổi qua các giai đoạn lịch sử khác nhau của cộng đồng ấy ở thành phố châu đốc có đình châu phú ngôi đình xưa nhất dùng tây nam bộ ban đầu đây là một ngôi đình có tên chữ là trung nghĩa từ hay là lễ công từ đường còn gọi tắt là đền lễ công dân chúng địa phương thì gọi là đền ông là nơi thờ lễ thanh hầu nguyễn hữu cảnh chương trình thời sự hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự châu đốc di tích thắng cảnh và đặc sản kỳ ba đình châu phú Thành phố Châu Đốc nằm về tả ngạn sông Hậu nơi gốc phía đông thành phố này có một ngôi đền rất đồ sộ bên ngoài có rào đúc chắc chắn đấy chính là đình châu phú đình nằm ngay trong nội ô thành phố tọa lạc tại góc đường trần hưng đạo nguyễn văn thoại giữa những dãy phố xá buôn bán tấp nập ngôi đình trước đây thuộc phạm vi ấp châu long xã châu phú nay là khóm năm phường châu phú a thành phố châu đốc Đền này do Thoại Ngọc Hậu cho xây dựng vào thời gian khoảng từ năm 1820 đến năm 1828 để cung thờ danh nhân khai quốc Nguyễn Hữu Cảnh. Đình thần Châu Phú có quá trình hình thành khá đặc biệt, gắn liền với gia tộc Lê Công, còn gọi là nhà lớn. Đây là dòng họ đến định cư tại vùng Châu Đốc, thuộc vào loại sớm nhất và rất có uy tín với người dân địa phương nhằm tỏ lòng biết ơn đối với danh thần Nguyễn Hữu Cảnh, người có công rất lớn trong quá trình mang gươm mở cõi đất phương Nam. Gia tộc Lê Công đã đứng ra vận động người dân và đóng góp tiền của, công sức cất ngôi miếu bằng gỗ lợp lá tại vị trí bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh cũ để thờ phụng ông. Ngôi miếu được hình thành trước thời điểm giặc Pháp vào xâm lược Nam Bộ, với quy đức của lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, người dân trong vùng thường tới lui hương khói quanh năm. Sau khi Pháp xâm lược Nam Bộ, ngôi miếu vẫn là trung tâm tín ngưỡng của người dân địa phương. Không chỉ người Việt mà cộng đồng người Hoa cũng thường đến đây cúng bái để tỏ lòng biết ơn đối với vị anh hùng dân tộc Nguyễn Hữu Cảnh. Do người Pháp có ý định xây dựng bệnh viện nên đã yêu cầu gia tộc Lê Công di dời ngôi miếu đi nơi khác nhà cầm quyền thời điểm đó sẽ cấp đất hỗ trợ tiền để xây dựng ngôi đình được to đẹp hơn. Quá trình xây dựng kéo dài hơn 2 năm, đến năm 1926, ngôi đình hoàn thành và tọa lạc tại vị trí như hiện nay. Ông Lê Công Thời, trưởng ban quản trị đình Châu Phú, nói về lịch sử hình thành ngôi đình như sau. Ngôi đình đó, Châu Phú hiện tại đây ngày xưa đó, nguyên thủy của nó là gốc đình một tre lá, nằm ở cái vị trí bệnh viện cũ sau khi mà bệnh viện cũ bây giờ nay là cái chỗ mà có mắt đó khi được cái di dời về đây khoảng năm 1925 thì từ đó xây dựng xây dựng lên ngôi đình theo cái lối kiến trúc và vật liệu nặng thì đến hôm nay thì sau khi năm đến năm 1908 á, thì ngôi đền được công nhận là ngôi đình được xếp vào xếp hạng ngôi đình được cấp quốc gia À, cho đến bây giờ. Đình thần Châu Phú vừa có giá trị lịch sử, vừa lại mang nét đẹp kiến trúc độc đáo, đình được xây dựng theo kiểu ba gian hai trái, đúng phong cách Nam Bộ. Cổng Tam Quan Đình Châu Phú đẹp cổ kính với dòng chữ số 1926. Bên dưới có bốn chữ quốc ngữ màu vàng trên nền đỏ. Đình thần Châu Phú bên dưới nữa là ba chữ Hán. Cổng có hai liễn đối chữ hán màu đen trên nền đỏ. Đình được xây cất đồ sộ với chiều ngang là 16m, dài 48m, kiểu chữ tam. Nóc thì có lầu, mái tam cấp, lập ngói đại tiểu màu đỏ. Trên nóc chạm khắc nhiều tượng đẹp, khỏe như bát tiên, lưỡng long tranh châu, lưỡng long châu nguyệt, cá hóa rồng, chim công phụng sư tử. Nền thì lót gạch bông, tường gạch hồ dồi ô dước, cột gỗ căm xe và cà chất. Theo ghi chép về lịch sử ngôi đình thì quá trình xây dựng đình rất dứt giả. Gia tộc Lê Công phải lặn lội sang tận Lào để mua gỗ quý rồi thả trôi theo sông Mê Công về đến Châu Đốc. Riêng gạch lót nền và các sông cửa sổ phải mua từ Pháp chở sang. Ngoài ra còn có một lò gớm chuyên sản xuất ngói để cung cấp cho công trình xây dựng đình. Đình có khá nhiều cửa sổ được tạo hình theo lối kiến trúc của Pháp. Bên trong có 40 cột cái bằng gỗ quý. Trên cột có nhiều đôi liễn sơn son thiếp vàng với nội dung ca ngợi công đức chánh thần Nguyễn Hữu Cảnh. Từ ngoài nhìn vào, đình có khá nhiều bàn thờ. Hai bên tả hữu có bàn thờ tiền hiền, hậu hiền, chánh đông, chánh tây. Uy nghi giữa đình nằm ở vị trí cao là bàn thờ chánh thần Nguyễn Hữu Cảnh hai bên là bàn thờ thân phụ Nguyễn Hữu Dật và bào huynh Nguyễn Hữu Hào của ngài. Thấp xuống về phía trước là bàn thờ thứ thần Thoại Ngọc Hầu. Trong lịch sử, đình đã được nhận sắc phong của các vua triều Nguyễn như Minh Mạng, Tự Đức. Các vật dụng trong đình đều được bảo quản gần như nguyên dạng theo thời gian từ năm 1926 đến nay. Nhiều lưu đồng bằng gỗ cẩn xa cừ được chạm trổ rất công phu với hoa văn tinh xảo, tái hiện sinh động nhiều điện tích trong lịch sử. Điểm đặc biệt trong xây dựng đình thần Châu Phú là gia tộc Lê Công đã ra tận miền Bắc rước những tay thợ khéo vào đây để thực hiện. Từ bàn ghế bao lam cho đến các chi tiết cột kèo đều do chính tay họ thiết kế, tạo hình và làm bằng thủ công nên khá sắc sảo và đẹp mắt việc tôn tạo trùng tu kiến trúc đình thần vừa giữ lại giá trị văn hóa lịch sử kiến trúc nghệ thuật vừa giữ gìn đời sống tinh thần của người dân mang ý nghĩa hết sức đặc biệt để nối dài truyền thống văn hóa tốt đẹp đối với người dân địa phương ngôi đình là trung tâm là ngôi nhà chung của thôn làng từ xưa nên giữ gìn bảo vệ toàn diện di sản là điều rất quan trọng và cũng là trách nhiệm không chỉ của riêng ai với kiến trúc đẹp, Đình Châu Phú thu hút đông đảo nhân dân địa phương đến tham dự các lễ kỳ yên và chạp miễu vào ngày mùng 10 và 11 tháng 5 âm lịch, 15 và 16 tháng chạp âm lịch hàng năm. Đình còn tổ chức lễ dỗ ông Thoại Ngọc Hầu vào ngày mùng 6 tháng 6 âm lịch. Dù đi làm ăn xa, bà con vẫn tài tụ rất đông. Trước thì cầu nguyện linh thần, độ trì sức khỏe, chuyện làm ăn, sản xuất sao là giao lưu để gắn kết cộng đồng ngày càng chặt chẽ hơn. Trong những dịp này, tùy vào điều kiện tấm lòng, ai cũng đóng góp để hàng năm ban quý tế sửa chữa các tài sản nhỏ. Nhờ vậy, bên cạnh các hạng mục lớn, hầu hết tài sản giá trị trong đình được lưu giữ đến nay đều là thành quả chung của cả cộng đồng, rất đáng trân trọng. Ông Lê Công Thời, trưởng ban quản trị đình Châu Phú, nói về việc giữ gìn và tôn tạo ngôi đình như sau: thì không riêng gì từ từ năm 2008 mà trước đây thì cũng đã có sự gìn giữ bên cạnh gìn giữ này là của ban quý tế và cũng có một số bà con nhân dân ở địa phương ủng hộ vì đến từ năm 2008 đến bây giờ thì sau khi mà tổ chức lại nó có cái nề nếp rồi thì thứ nhất là cái ban quý tế lúc nào cũng có gia trình, cái vai trò trách nhiệm đó là có phải tiếp tục gìn giữ được xem đây là một cái báo vật về văn hóa uh, chung của cả nước nói riêng và của địa phương tại thành phố châu đốc Ông Lý Minh Mạng, phường Châu Phú A, nói về việc người dân đến cúng bái, gửi gắm những niềm tin như sau. Bà con ở bông phố lúc nào cũng chim ngưỡng đấy, tới một vị khai quốc công thần, hai vị lễ thành hầu chẳng và thứ thần Thôi Ngọc Hồng nhờ hai vị này mà ngày nay chúng ta có đất đai phù nhiêu để mà sinh sống làm ăn thì nhân dân lúc nào cũng tôn kính để phụng thờ vì khai quốc công thần. Có thể nói, đình thần Châu Phú ở thành phố Châu Đốc đồ sộ lộng lẫy hơn tất cả các đền thờ miếu thượng đẳng thần lễ Thanh Hầu ở khắp miền Tây Nam Bộ. Điều đáng ghi nhận ở đây, cho dù thời gian đó có qua bao nhiêu năm đi nữa, nhưng Đình Châu Phú vẫn mang đầm nét huy hoàng đến tận bây giờ. Yếu tố tất nhiên phải do những tinh thần bảo trọng và tồn cổ nơi đây, đồng thời đã nói lên những tấm lòng kính mến, tôn sùng vị thượng đẳng thần lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là vĩnh viễn. quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố châu đốc phát trên tần số fm chín mươi hai mhz Thưa quý vị và các bạn, gia đình là tổ ấm bình yên nhất của mỗi người, nơi các thành viên gia đình tìm được sự yêu thương chia sẻ, là nơi tiếp sức cho chúng ta có thêm nghị lực để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, trước sự gia tăng của bạo lực giữa các thành viên đã làm cho gia đình không còn là mái ấm bình yên. Vấn nạn này đã để lại nhiều nỗi đau về cả thể chất lẫn tinh thần cho người vợ, trẻ em, những đối tượng yếu thế nhất trong gia đình. Anh Nam và vợ là thành viên câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững. Nam đi làm về muộn hơn thường ngày, thấy vợ không vui liền hỏi xem có chuyện gì xảy ra vợ đang sẵn tức việc ở cơ quan thấy chồng về muộn nên lớn giọng làm ăn gì giờ này mới về chắc lại nhậu nhẹt, cô này cô kia ở đâu nên bây giờ mới về chưa hả giận chị tiếp tục quát mắng các con và chi chiết chồng lời qua tiếng lại với vợ lắm điều anh chồng tức quát tay cho vợ một cái thế là vợ chồng giận nhau sự việc đến tay các thành viên trong câu lạc bộ vai trò là chủ nhiệm câu lạc bộ gia đình phát triển bình vững anh chị sẽ xử lý vấn đề này như thế nào đây là một trong những câu hỏi xử lý tình huống tại hội thi cán bộ phụ trách văn hóa gia đình giỏi lần thứ hai năm 2019 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Hội thi thu hút 156 thí sinh là cán bộ phụ trách công tác gia đình thuộc phòng văn hóa thông tin 11 quyện thị xã thành phố. Các thí sinh phải trải qua 3 phần thi: kiến thức, văn nghệ tuyên truyền và xử lý tình huống. Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Trương Bá Trạng cho biết, hội thi nhằm tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác gia đình trong tỉnh có dịp giao lưu văn hóa văn nghệ, trao đổi kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống trong giải quyết các vấn đề liên quan công tác gia đình. Đặc biệt đây còn là hoạt động chuyên môn quan trọng giúp cán bộ phụ trách công tác gia đình nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, đổi mới phương pháp vận động, tuyên truyền xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc. Thời gian qua, toàn tỉnh tăng cường duy trì và nhân rộng các mô hình phòng ngừa dẫn phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Đến nay, toàn tỉnh có trên 533 câu lạc bộ gia đình phát triển bình dẫn, 487 nhóm phòng chống bạo lực gia đình và duy trì 333 địa chỉ tin cậy tại địa phương. Nhìn chung, mô hình phòng chống bạo lực gia đình ở quyện thị xã thành phố đang được duy trì, tập trung củng cố và nâng chất hoạt động, tổ chức sinh hoạt định kỳ một lần một tháng theo quy định sở văn hóa thể thao và du lịch tăng cường phối hợp các sở ngành liên quan xây dựng mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc bình đẳng và không có bạo lực xây dựng các địa chỉ tin cậy kết nối đường dây nóng trung tâm công tác xã hội bảo vệ trẻ em tỉnh sở lao động thương binh và xã hội thực hiện công tác bình đẳng giới phòng chống mua bán phụ nữ và bạo lực gia đình phát triển các mô hình câu lạc bộ thu hút sự tham gia tích cực của nam giới vào các hoạt động này từ đầu năm đến nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội còn tổ chức 11 lớp tập quấn hướng dẫn kỹ năng tham vấn cho cán bộ thực hiện mô hình, địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh, xây dựng nhân rộng và thực hiện thí điểm mô hình tư vấn hỗ trợ phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, các mô hình phòng chống buôn bán người, mô hình xây dựng sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới và nhân rộng các mô hình thành công. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch phối hợp sở văn quá thể thao và du lịch tổ chức hội thi văn nghệ tuyên truyền công tác bình an giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho 11 quận thị xã thành phố tham dự với nhiều nỗ lực của các cấp ngành nhận thức của bản thân phụ nữ về vai trò vị trí trong gia đình và xã hội đã có nhiều tiến bộ nhất là nữ cán bộ công chức viên chức nữ doanh nhân nữ tri thức cán bộ lãnh đạo quản lý nữ Ngày càng có nhiều phụ nữ nỗ lực tự tin vươn lên, khẳng định mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên. Do đó, cần có sự tích cực tham gia đồng bộ của các cơ quan tổ chức và mọi người dân trong cộng đồng, nhất là phụ nữ, trẻ em gái và nam giới, trong việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và cam kết về một cộng đồng an toàn không bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em. thưa quý vị và các bạn bên cạnh vẻ đẹp và ý nghĩa thanh tao sen là một trong những loại cây dễ trồng và sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như lấy hoa trang trí trồng sen tạo vẻ đẹp cho cảnh quan làm thực phẩm dược phẩm những năm gần đây nhiều nông dân đã chuyển từ trồng lúa sang trồng sen để lấy củ lấy hạt lấy gương lấy hoa trong đó trồng sen lấy củ đang phát triển vì mang lại hiệu quả kinh tế cao dễ chăm sóc có thị trường tiêu thụ ổn định kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hiệu quả mô hình trồng sen lấy củ tại an giang cây sen được trồng nhiều trong các ao hồ giống sen chủ yếu là nhóm sen lấy hoa và sen lấy hạt ở thoại sơn chợ mới vài năm trở lại đây một số địa phương trong tỉnh trong đó có thành phố châu đốc nhiều nông dân chuyển hướng sang trồng lấy sen cũ để cung cấp nhu cầu tiêu dùng chế biến thực phẩm dược phẩm trong nước và xuất khẩu sang thị trường hàn quốc nhật bản trung quốc tại phường châu phú b thành phố châu đốc nhiều hộ nông dân chuyển từ trồng lúa sang trồng sen lấy củ. Các ruộng trồng sen ở đây được nông dân chia thành các ruộng nhỏ để tiện canh tác. Ngăn cách giữa các ruộng là bờ đi lại. Bờ đi lại có thể đắp bằng đất để giữ mực nước ổn định cho sen. Ruộng sen được canh tác 3 vụ trên một năm như trồng lúa. Trao đổi về kỹ thuật trồng sen và đầu ra của củ sen, nông dân Võ Văn Mỹ, Khớm Châu Thới Một, phường Châu Phú Bê cho biết Trước đây, ruộng của tôi trồng lúa, nhưng do không đạt được năng suất, lợi nhuận. Cách đây 10 năm, sau khi học tập kinh nghiệm nghiên cứu về mô hình trồng sen lấy củ, gia đình tôi quyết định chuyển sang trồng sen lấy củ với diện tích khoảng 0,8 hecta. Giống sen trồng lấy củ có lá dày, to tròn, sinh trưởng phát triển tốt, kháng sâu bệnh cao, năng suất củ tươi, đạt từ 800 kg đến 1,2 tấn trên 1 hecta. Trồng sen lấy củ ít tốn công chăm sóc, ít sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Thời gian sinh trưởng và thu hoạch trong khoảng 4 tháng nên một năm làm được 3 vụ. Giá bán dao động từ 12.000 đồng đến 20.000 đồng trên 1 kg. Những lúc hút hàng giá lên 20 đồng đến 25.000 đồng trên 1 kg. Sau khi trừ các khoản chi phí, giống phân bón, nhân công thu hoạch, rửa sen chi phí vận chuyển, lợi nhuận trên 8 triệu đồng trên một hecta trên một vụ. Ông Võ văn Mỹ phấn khởi nói, đối với những người trồng lâu năm, có mối lái làm ăn quen thì củ sen thu hoạch được rửa sạch cân ký đưa lên xe tải tính tiền dưới thương lái ở thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác họ sẽ chuyển khoản thanh toán tiền cho mình ngay thời buổi công nghệ thông tin nên làm ăn cũng thuận lợi không cần phải đi chào hàng giao hàng chỉ cần điện thoại là tiền vô chủ tịch hội nông dân phường Châu Phú B Quỳnh Mộc Khải cho biết Trồng sen lấy củ đạt lợi nhuận kinh tế khá cao, trồng sen giá cả cũng lên xuống như trồng lúa, nhưng giá sen không rất thấp. Mặt khác, củ sen có đầu ra ổn định nhờ thương lái ở thành phố Hồ Chí Minh thu mua hết, nên nông dân yên tâm sản xuất, chính vì vậy thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Những năm gần đây, nhiều hộ dân đã chuyển hướng từ trồng lúa sang trồng sen, có những hộ sẵn sàng thuê từ vài hecta đến vài chục hecta đất ruộng để trồng sen củ sen sau khi thu hoạch được sử dụng tươi chế biến các món ăn như sen hầm sen xào chè củ sen gọi sen đặc biệt củ sen được thương lái thu mua cả ruộng thường được bán cho các công ty sản xuất chế biến thực phẩm đóng hộp mứt sen cháo sen bánh sen hoặc sơ chế chế biến xuất khẩu củ sen khô sen sấy bột củ sen sen là một cây dễ trồng nếu biết khai thác triệt để những tác dụng của cây sen và được quy hoạch thành dùng nguyên liệu từ đây là một trong những cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao theo đó ngoài việc trồng sen để lấy củ lấy lá lấy hoa và lấy gương sen còn có thể kết hợp trồng sen để làm du lịch sinh thái điều quan trọng từ gốc đến ngọn sen đều có công dụng củ sen gương sen nhụy sen dùng làm nguyên liệu thực phẩm dược phẩm lá sen dùng để gói thực phẩm ông võ văn mỹ chia sẻ hy vọng trong thời gian không xa tại an giang sẽ có những dùng chuyên canh trồng sản xuất sen lấy củ sen lấy hạt giúp nông dân tăng lợi nhuận phát triển kinh tế gia đình và giải quyết nhu cầu việc làm cho người nông dân đồng thời sẽ có doanh nghiệp mạnh dạng liên kết nông dân thu mua sản phẩm và đầu tư những nhà máy chế biến các sản phẩm từ củ sen phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2019, sau đây chúng tôi xin giới thiệu về lịch sử và ý nghĩa Ngày hội quốc phòng toàn dân. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi. Đảng nhà nước ta luôn nhất quán khẳng định, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Trong đó, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt Nền quốc phòng Việt Nam là nền quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ và mang bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ của nền quốc phòng là bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn diện lãnh thổ của tổ quốc, bảo vệ đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững hòa bình ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, chủ động đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Thực tiễn cách mạng nước ta đã khẳng định, bất kỳ giai đoạn nào, dù phải đương đầu với kẻ thù hung bạo đến đâu, nếu cổ vũ động Chiên và quy tụ được sức mạnh của toàn dân, thì dân tộc ta đều giành thắng lợi vĩ đại, bảo đảm sự bền vững của độc lập, tự do, chủ quyền, toàn diện lãnh thổ. Xuất phát từ vai trò của công tác tuyên truyền cổ vũ động chiên toàn dân tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đồng thời thể theo nguyện vọng của quân và dân cả nước. Ngày 17 tháng 10 năm 1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 6 đã ra chỉ thị số 381 quyết định lấy ngày 22 tháng 12 ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam là ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Ngày 22 tháng 12 năm 1989, lần đầu tiên ngày Hội Quốc phòng Toàn dân được tổ chức tại tất cả các địa phương trong cả nước. Từ đó đến nay, ngày 22 tháng 12 đã trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc với các hoạt động hướng vào chủ đề quốc phòng và quân đội. Lấy ngày 22 tháng 12 là ngày Hội Quốc phòng Toàn dân là chủ trương lớn, quan trọng của đảng, nhà nước, tiếp tục khẳng định quan điểm toàn dân tham gia xây dựng củng cố quốc phòng bảo vệ tổ quốc trong đó lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt đây thực sự là ngày hội của truyền thống dựng nước và giữ nước ngày hội tôn dinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp bộ đội cụ hồ một nét độc đáo của văn quá dân tộc việt nam trong thời đại mới ngày hội quốc phòng toàn dân là dịp để tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và phẩm chất cao đẹp bộ đội cụ hồ giáo dục lòng yêu nước yêu chủ nghĩa xã hội từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn dân tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, ngăn giới thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, tăng cường sức mạnh bảo vệ tổ quốc, đồng thời cổ vũ động viên toàn dân chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh trên từng địa phương, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam hùng mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình mới. Hàng năm, toàn dân và toàn quân đã có rất nhiều hoạt động phong phú sáng tạo để tổ chức kỷ niệm ngày hội quốc phòng toàn dân và ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam như meeting, hội thảo, tọa đàm, gặp mặt giao lưu nói chuyện truyền thống các hoạt động đền ơn đáp nghĩa chăm lo gia đình chính sách người có công cách mạng dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ cấp quỹ chính quyền địa phương chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế văn hóa xã hội xóa so đói giảm nghèo gắn giới xây dựng và phát triển tiềm lực quốc phòng an ninh dẫn động quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, để phát triển đất nước nhanh và bền vững. thưa quý vị và các bạn chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố châu đốc hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt